Giờ là mình sẽ đi xuống nhà ngoại mình đám giỗ kỳ hôm qua là mình đã xuống phụ gói bánh. Hôm qua là ngày phụ, hôm nay là ngày chánh. Thì chuẩn bị ở nhà thì chuẩn bị dọn lên cúng. Thì mình mời cả nhà xuống xem những cái cúng của miền Tây của mình nha cả nhà. Đây. Bây giờ là ông anh của mình đã dọn đồ lên cúng. Út về chuẩn bị gắp rau. Dạ. Đây. Thịt này là mình đã lột hay cái này nóng rồi con. Nấu chín, còn này nấu riêng, mà này kêu nấu hấp cẩm đủ thứ món. Dạ. Món này gọi là món dưa cải. Dưa cải. Không, đây mình kêu là bằng gì? Út, bà Út. Bà Út. Múc đũa cho bà Út. Dì Út hả? Con cũng đâu có biết. Ba dĩa hả? Dượng mới xuống hả Dượng? Sao dĩa? Khoa không có, cần nước không hả? Ta đâu đi? Khoa mất không chị? Giờ đưa rễ xuống. Đây là ở dĩa nhỏ cái vậy, nó có nó mát thôi chứ giờ chị. Đây cả nhà, đây là cái món dưa cải, vịt nấu dưa cải. Còn bên đây là món khổ qua hầm. Trời ơi, hôm nay mình cả nhà ơi, cả nhà quay coi cái món này ngon nè cả nhà. Món này là món hộp vịt. Hộp vịt mình lò quá. Hộp vịt kho tàu. Mình qua mình lò hộp vịt á. Đây, đâu qua đây tới mà Út tôi sẽ làm cái này giò thủ. Giò thủ. Đây là 6 mâm á, quên 6 mâm hả? 5 6, 6 hả? Miễu mâm nữa. Dạ. Đây là món cơm này của đại đầu bếp xưa đã biết làm. Thử cho Tư. Để ta bóp cái này. Dạ. Để ta bóp đừng mà mình quay rồi. Quay gửi ra ngoài ở đây ăn bóp. Mình thử mà, đem cúng rồi. Cúng ở ngoại với mấy người ấy rồi. Ngon ha. Không ngon. Bỏ hồng chưa. Chưa bỏ. Bỏ hồng chưa bên ngày. Chưa thử thức được gì hết trơn rồi. Không, Tư mình nói mình bỏ vô nó hay ngon làm nó mình xạo chưa có nhai gì mà. Có mùi gì ta đâu đó phải được. Giờ thử cái mới biết nè. Rồi, chấm nước tương không? Dạ. Này mắm tép. Mắm tép đây là mắm tép. Có vợ gì để làm con. Đây là trứng gà. Chỉ có me vô chút xíu không mày? Trứng gà với tỏi hả? Trứng gà, trứng me, trứng tỏi, trời biết. Em tính làm xôi tỏi, khổ trứng me đi chị. Trứng me chua chua, ăn gì? Đây, cánh gà, chiên. Trứng gà chiên. Mà chưa biết tỏi hay nước mắm đây, chưa tỏi hay me đây? Tỏi nè. Một chút nữa sẽ biết được kết quả. Có phần với nội rồi đấy. Dịch quay. Dịch quay, dịch quay. Bên kia thì Tư sẽ cho món la xét dưa hấu của Tư trồng.
Tư trồng cây nhắm thì có hai trái thôi. To không à? Quên hả? Con đâu biết đâu. Dường không? Được rồi, được. Sợ thấy về nhà cái gấp gấp người có một cục à. Ừ. Người cục chứ gì. Coi cái này, ngoài này, ngoài cái vuốt con này. Chị người có một cục nóng gì không? Trên. Cái đùi đó cả nhà. Rồi, thấy không? Con dao là bắt phát, bắt túng luôn á. 4, 5, 6, 8. Cái này là con quý này. Quá chạy đó, ấy là chị. Hả? Đâu có lót chưa đâu. Ủa? Nhà sáu dĩa hả? Dạ. Trời ơi, nó thấm ngọt lắm đó ba. Khối nghi nha, khối nghi nha. Cho chị miếng cái nào mà còn cần cây cũng thử. Chị thì cũng thiệt rồi. Đây đánh đưa cho bà đó. Rồi, chuẩn bị được chưa? Dạ được rồi, không biết có rau gì không? Ba có rau ngầu rí gì á, để lên cho mẹ. Đây đây chừng nào mà có dư gì đó còn nữa. Anh có sóc gì không? Đây là món lòng sóc. Không có bỏng nhà luôn hả? Cũng hôm nay là đám giỗ của ông ngoại à, con cái đó về đầy đủ. Mình ăn thịt thục nữ cái đi à, ăn miếng chiên cái nè, ăn mày cười miếng chiên cái đó nha. Trời nó sao dữ vậy, ăn miếng chiên nữa chắc chết luôn quá à. Vô ăn lên em. Thế rồi ăn, ngã không ăn hả? Trời đất coi. Dạ, đâu có sợ gì đâu hả? Có ai thấy rước cái keo được rồi đi. Ăn là đứa giá, chứ già rồi đâu sợ gì. Ngoại ơi, ngoại ngoại, mở tư nói nè. Già mà được rước đi luôn kìa. Già mà có ta thấy coi được rồi ta rước đi đi chứ ta. Con dâu này được nè, con dâu này được nè. Con dâu này được nè, con dâu được nè. Chị cả tư là được rồi nha. Ừ, nhai á, tao ăn con nhai á. Ăn mà không nhai sao được. Cười nha, cười miếng chi rồi nha. Rồi đang cho ba ăn dâu ngồi chung. Cái này chị Tư, ôi chị Năm mời chị Tư mất rồi, chị Sáu rồi rời ở Bình cái. Có gì, uống cái gì đây? Mắc vậy, biết chị Tư uống trà ghi mà anh đem đưa cái bình chay này rồi rửa rót nước uống. Mình không mà thôi. Rồi, mời lại cái này. Trời ơi, chắc gì đây. Anh đưa cho có kiểu. À, cho dễ thương à. Đưa kiểu bên kia. Đưa bên kia. Chị ông nghe cái câu có lẽ dễ thương nè. Có câu có lẽ dễ thương nè. Nhưng mà cái gì không? Mình đang có cái nghiền của mình á. Vậy là cầm cái bình cái dây đó trời. Tát bình không mà Linh. Ôi nghiền chị em. Chẳng qua. Ông biết. Vụ điện với cái bếp này tôi có nóng nóng tủ. Kéo qua cái cầm về đây là biểu đi qua đâu. Thấy một cái. 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 Thấy một
ở trong cái hư của người ta. Tôi nấu củi là dùng điện với này không biết chơi nữa. Ngon hay không bà con ở đâu? Ngon rồi. Cái màu này công nhận nó không có thơm, kiểu là rau mơ mà thơm. Rau mơ nó thơm. Còn như này là chỉ là màu thôi. Đi qua múc hai cái liên tiếp. Rau mơ nó cũng đồng tầm một cái. Như vậy là đâu có mất phần rau mơ đâu. Thì giờ đi kiếm nữa. Đi qua ba cái tay rốt. Với cái rau mơ. Còn lá cẩm chưa sử dụng tới. Ừ, lá cẩm chưa rồi. Mà nãy không có lá cẩm luôn đó. Tìm cho tôi cho hết. Rút cái lâu rất nhiều rồi. Rút cái lâu và con rác không nè. Qua để ba rổ khác biệt. Mỗi một rổ. Chỉ còn là một rổ. Chị Tư đem hôm không có cắm chưa? Hả? Đem hôm với anh có cắm chưa? Có anh biết cái sức coi chẳng sợ mà nó cắm hết. Không nói hỏi tôi kể làm sao. Tôi cũng chiều không thì chiều không chiều. Chiều con mà cha phải còn chiều chiều. Mình ăn gì mà tôi ăn. Đó, mọi người ấy thuốc. Đúng rồi. Ai thuốc? Chúng ta phải nè. Dùng đi dùng lại, chúng ta phải chơi. Chị uống trà không? À, đủ uống trà lấy bánh đứa chị ăn nè. Mà cho mợ ăn mà không có trà. Bởi vì chị ăn rồi không có uống nước. Rồi xong rồi lên trời. Chúng ta uống khỏi ăn rồi. Thì ta uống rồi cho khỏi ăn. Uống rồi rồi đi á. Đi cho cái kia mà. Mà tư. 10 giờ mới về. Mà tư còn tha so nhẹ chân này. Đây bây giờ là chuẩn bị chúng ta sẽ nhập tiệc. À đây là Hoài. Cười. Rồi mình sẽ mời cả nhà dùng bữa với gia đình mình nha. Qua đây. Qua bển bàn đi. Qua bển đi. Gái này ngồi đây nè. Dạ.
Ngon má. Thấy nó ngon rồi. Cháo ngon gì mà Tam? Thấy bơ cháo không à ha? Không mơ, không đổi món đi. Con đang cần cháo. Bước đầu tiên là muốn cháo nhưng mà chuyển qua không cháo. Chuyển qua không cháo, chuyển qua không nghe cái mà đồng sóc. Con má xuống. Con má xuống hả má? Má kêu bà Sáu vậy ăn chưa? Con thấy bơ biết. Rồi. Cháo gì vậy? Nó cao lên nãy giờ rồi, sáng giờ rồi. Con thấy lâu ngồi đây. Em không rồi làm ba thấy bà của Sáu à. Chị ba hồng ghét hét. Thấy à. Mà hét tức mặt mà làm cái hét đó. Một giờ nãy. Mười giờ nãy đâu rồi, chưa hết mà. Cánh gà ngon lắm. Bóc là đã luôn. Linh, không có mày mất tuổi, đúng rồi. Cái gì? Cái thằng thân là, không phải là cái đầu.
bà nội nghe nói bà nội cười rồi. Đúng ý cháu rồi. Đủ với nước anh nhưng mà phải ăn xanh. Ông ngoại nó uống thử không? Ông ngoại ăn mà không ngoại coi. Ông ngoại quý chưa? Bye bye. Rồi, con nghe cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ về. Cả nhà và clip sau. Bye bye.